lược đồ của khâu ấy, chúng ta quan trọng nhất là gì? Phải thể hiện được cái kích thước động của khâu, hình dạng của khâu. Đấy, thì do đó mà ta chỉ cần vẽ lược đồ là thể hiện được kích thước động và hình dạng, sự nối động giữa các khâu trong cơ cấu như thế nào. Thì các em nhìn trên cái hình vẽ này, đây là cái cơ cấu để kẹp. Cơ cấu kẹp này thì nguyên lý làm việc rất đơn giản. Ở đây có một cái tay tay kẹp. Cái phần dưới thân này ta coi nó sẽ là giá, đúng không? Thì đây là các cái khâu ấy, nó được nối với nhau hoàn toàn bằng khớp bản lề, và ta thấy là ở đây nó có bốn cái khớp bản lề. Bốn khớp bản lề. Đây, khớp này là khớp A này. Khớp bản lề này, đen đen này là B này. Khớp này là khớp C này. D này. Đấy, và thầy sẽ đánh số khâu luôn để các em phân biệt cho dễ. Ví dụ như cái giá này thầy sẽ gọi đây là, chờ thêm một chút nhé. Giá này gọi là khâu số 1 này. Giá chính là thân của cái cơ cấu kẹp này. Khâu số 1. Cái đầu kẹp này là khâu số 2. Cái tay kẹp này là khâu số 3. Và cái khâu BA này này là khâu nối giữa khâu 3 và khâu 1 ấy, là khâu số 4. Như vậy thì các em nhìn thấy là về mặt nối động, về mặt cấu tạo cơ cấu này nó gồm có 4 khâu. Khâu cố định là giá là khâu số 1. Yeah. Khâu số 2 nó sẽ là cái mỏ kẹp. Và khâu số 2 này thì nó nối với giá là khâu số 1 bằng cái khớp bản lề tại D này này. Đây là sách tây người ta vẽ chấm đen, nhưng mà thầy khuyên các em là, và yêu cầu các em vẽ là vẽ dưới dạng vòng tròn, đừng vẽ dưới chấm đen này, nhiều khi là hơi khó phân biệt. Thì cái chuyển động của khâu số 2 này ta thấy nó chỉ có lắc qua lắc lại, lật lên lật xuống thôi. Quanh D này. Vì nó nối với giá bằng khớp bản lề tại D thì nó chỉ còn lại cái chuyển động duy nhất là quay quanh D thôi, đúng không nào? Như vậy nó lắc qua lắc lại, lắc lên lắc xuống thì nó làm cho cái đầu kẹp này di chuyển lên xuống. Lên thì nó mở cái chi tiết ra, cái vật mà ta cần kẹp ra. Còn khi mà nó chuyển động xuống dưới thì nó sẽ kẹp cái chi tiết mà ta cần kẹp ở đây. Như thế nào? Để điều chỉnh cái vị trí đầu kẹp ở đây, người ta thêm một cái phần gen này, có thể là gen ở đây có thể điều chỉnh vị trí kẹp, vật kẹp nó dày hay là mỏng khác nhau. Như thế nào? Tiếp nữa là ta thấy rằng khâu số 4 là cũng là khâu nối với giá, nối với thân của bàn kẹp bằng cái khớp bản lề tại A này. Đấy, như vậy khâu mà nối với giá bằng khớp bản lề tại A thì cái chuyển động của nó cũng là chuyển động quay quanh trục cố định, đúng không nào? Và khâu này thì nó không quay toàn vòng. Một cái khâu nữa mà đóng vai trò nối giữa hai khâu nối với nhau, nối hai khâu nối giá với nhau, đó là khâu 2 và khâu 4 ấy. Thì đây là khâu 3, chính là cái tay kẹp. Tay kẹp này dùng để tác dụng lực vào đây và nó đẩy để nó ép cho cái khâu số 2 này di chuyển xuống dưới, lắc xuống dưới, tạo ra cái lực kẹp với cái vật mà ta cần kẹp. Đấy. Thì lược đồ ở đây ta phải thể hiện được các kích thước động, nó bao gồm có kích thước là gì? Cái chiều dài của cái đoạn AD nó theo phương nằm ngang, kích thước là 25 mm. Đấy, cái khâu số 2 thì cái kích thước động quan trọng ở đây là khoảng cách giữa hai cái tâm của khớp C và D là 2. Và khâu số 3 là kích thước CB. Khâu số 4 kích thước là gì? AB. Đấy là ta phải thể hiện được cái lược đồ đấy. Và sự nối động giữa các khâu trong cơ cấu thì ta thấy rằng các khớp động trong này đều là khớp gì? Khớp bản lề, đều là khớp quay. Bản lề hay là còn khớp quay đều gọi như nhau. Đấy, từ đây thì ta ra được cái lược đồ của cơ cấu. Đấy, sau khi phân tích như thế thì ta thấy rằng vẽ lược đồ nó sẽ hình đơn giản hơn rất nhiều. Cái hình này được gọi là lược đồ của cơ cấu này. Được chưa? Và ta thấy rằng cái bản chất gốc của cái cơ cấu này của mình ấy gồm có bốn cái kích thước động AD, DC, CB và BA. Đấy, thì cái phần này quan trọng nhất, nó là bản chất của nó là gì? Cơ cấu bốn khâu bản lề. Đây là con này nó sợ này. Đánh nhau xuống. Em chờ thầy mấy phút nhé. À, còn 3 phút hết giờ giải lao luôn để thầy ao ra vào lại nhá. Vâng ạ.